Xin chào tất cả các bạn, mình là Quang đây. Thì trong cái video này mình sẽ giới thiệu các bạn này về một cái website bên mình đang phát triển. Đấy, một cái website nó tương tự như kiểu là Facebook, một cái website về mạng xã hội. Đó, thì cái website này nó sẽ đáp ứng cho các bạn những cái, một số cái nhu cầu sau này. Thứ nhất là các bạn nào muốn xây những cái cộng đồng, đó, cộng đồng về chuyên về một cái lĩnh vực nào đấy thôi. Đó. Và hoặc là tiếp theo là chúng ta muốn làm những cái doanh nghiệp ấy, các bạn muốn đào tạo nhân sự này thì các bạn cũng có thể tích hợp lên website này. Đó, một công ty chúng ta có những nhân sự cụ thể như nào thì các bạn có thể tạo tài khoản ở trên cái web này nó, hoặc là các bạn là những chuyên gia diễn giả nhà đào tạo, các bạn muốn cải thiện hơn về cái chất lượng website học trực tuyến chúng ta đấy, để làm sao chúng ta tăng cái mức độ hiệu quả khi các bạn đào tạo online, thì trên này thì học viên có thể tương tác này, cái giảng viên để tương tác và như một cái mạng xã hội Facebook luôn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một số cái những chức năng của website này nhé. Đó, ví dụ như ở đây này thì nó sẽ có những cái phần như là đăng tin này, nó sẽ hiển thị lên đây, ví dụ là bảng tin new feed giống như trên Facebook ấy. Đó, nó sẽ có những cái group, những cái nhóm đấy, hoặc là những cái thành viên hoạt nào đang hoạt động cụ thể ở đây. Các bạn có thể đăng bài trên này, nó ví dụ như là đấy, có thể đăng những bài này và nó tương tác nó giống như kiểu là Facebook luôn đó. Chúng ta cũng có thể tích hợp những cái ví dụ như là group, những cái nhóm ở đây, những group này. Ví dụ như là bạn là một doanh nghiệp này, bạn có thể tạo ra các phòng ban cụ thể đây và cho từng cái nhân sự vào đó. Nhóm các bạn có thể để là nhóm riêng tư hoặc là nhóm công khai tùy đó, những cái nhóm cụ thể. Tiếp theo chúng ta có thể xem được những cái thành viên nào ở trên cái website của ta đó, ví dụ như là những thành viên này đó, những thành viên này và một cái thành viên nhé. Khi bạn click vào một thành viên đấy thì nó sẽ có những thông tin như là tên này, dòng thời gian, ví dụ là thành như là cái tường Facebook cá nhân đấy đó. Cái này thì chúng ta nên đi theo cái hướng là nó chuyên biệt hóa hơn, tức là cụ thể về một cái lĩnh vực nào đấy thôi, đó, xây dựng cộng đồng về cụ thể một lĩnh vực nào đó thôi. Có những cái kết nối này, những cái nhóm và những cái hình ảnh thì người ta có đăng cái gì lên bảng tin nó xuất hiện trên new feed này. Đó. Tiếp theo là nó sẽ có phần cộng đồng, tức là cộng đồng thảo luận về một cái chủ đề nào đó, ví dụ như là website về học trực tuyến chẳng hạn này, thì các bạn để thảo luận cụ thể về một cái lĩnh vực, nó có thể về một cái lĩnh vực thì nó sẽ chi tiết hơn và nó sẽ hiệu quả hơn đấy, tức là những cái học viên hoàn toàn để hỗ trợ nhau. Mình thấy hiện hiện nay cái tình trạng đào tạo trực tuyến đấy, cái khoa học online ấy, đó là cái về phần chăm sóc khách hàng, chăm sóc học viên nó không được hiệu quả, tức là học viên học sẽ không được hiệu quả và một số học viên học rất là hay bỏ dở ấy, thì chúng ta có những cộng đồng thúc đẩy nhau này, ví dụ như là đăng những cái tin về khi sau khóa học này làm được những cái gì này, nó hiệu quả như thế nào này đó, thì đăng lên trên này thì các học viên có thể tương tác cùng với nhau và giảng viên có thể tương tác cùng với nhau. Và tiếp theo là một phần tuyệt vời nữa là các bạn có thể tích hợp cái hệ thống học online ở trên này nhé. Đấy, chúng ta để tích hợp những cái khóa học, chúng ta thể bán được những cái khóa học ở trên này. Đấy, cái này thì vừa dùng để đào tạo doanh nghiệp chẳng hạn này, hoặc là các bạn có thể dùng để làm website về cho giảng viên đó, thì nó sẽ có những cái khóa học và những cái giới thiệu rất là chuyên nghiệp đấy, ví dụ như thế này chẳng hạn. Đó, cái intro, những cái giới thiệu rất là chuyên nghiệp và những có những cái bài giảng, bài học này, thông tin về giảng viên này đó. Và bây giờ mình sẽ đăng nhập vào trong một cái tài khoản để các bạn có thể hiểu, có thể thấy được khi một người dùng người ta đăng nhập là sẽ như thế nào nhé. Tức là cái website này các bạn hoàn toàn thể ở chế độ public, tức là công khai mọi người để nhìn thấy, hoặc là để chế độ private, tức là bảo mật, tức là chỉ có những người có tài khoản thì mới có thể vào trong này và xem được thôi. Đó, có thể có phần đăng nhập này, đăng nhập này, địa chỉ email, mật khẩu này, hoặc là phần tạo tài khoản, như là các bạn chưa có tài khoản thì các bạn có thể tạo tài khoản ở đây. Ví dụ như là muốn đăng nhập vào thì click vào đây, điền thông tin này, email và mật khẩu là chúng ta có thể đăng nhập vào được. Thì đây là một cái tài khoản mà khi các bạn đăng nhập vào này đấy, thì nó sẽ có những thông tin như là cập nhật hồ sơ này, tức là chúng ta có thể đăng được cái ảnh, cái avatar này, ảnh bìa này, các bạn hiểu như đây là một cái mạng xã hội rồi đó. Những cái phần ở đây ví dụ là tài khoản của tôi này, dòng thời gian, các kết nối này, có phần tin nhắn nhé. Đó, có phần tin nhắn này, có phần thông báo này, tức là những cái thông báo gì nó sẽ hiển thị ở đây. Có phần giỏ hàng, tức là chúng ta vừa tích hợp cả website vì bán hàng ở đây được và có thể xem được những thành viên đang online ở đây. Đó. Rất là tuyệt vời đúng không? Có thể đăng nhập vào đây và các bạn xem được ví dụ như là tài khoản của tôi này. Đó, những cái phần cài đặt ở đây, cụ thể ở đây. Nó thì nó sẽ hiển thị tài khoản ra mà chúng ta có thể thay được những cái ảnh nhé. Thay được ảnh bìa này, ảnh avatar này. Đó, và cái này phù hợp với rất nhiều mục đích đấy, các bạn xây dựng cộng đồng, các bạn làm website về học online đó, các bạn là xây dựng website về quản trị, quản lý cho doanh nghiệp, đào tạo nhân sự,
Tức là bạn có thể làm những cái khóa học, ví dụ khóa học cho sale này, khóa học thiết kế hình ảnh cho bên marketing này, đó, và khóa học xây dựng doanh nghiệp, xây dựng đội nhóm này. Chúng ta có thể đóng gói những khóa học ở đây và chỉ cung cấp tài khoản cho học cho nhân viên thôi, nhân sự thôi. Đó, thì bên mình đang phát triển website này này. Đấy, hoặc các bạn có thể đăng những cái bài viết nhé, ví dụ như này, các bạn đăng ở đây này, đó. Đăng như kiểu là Facebook thôi. Bạn đăng ở đây. Các bạn để thêm cái ảnh này, ví dụ các bạn để thêm ảnh vào đây này, tải hình ảnh lên này. Các bạn để đăng hình hình ảnh đấy nhé, ví dụ mình đăng hình ảnh như này, du lịch này mà này. Đó. À, ví dụ viết một cái cáp này, nó vừa đi du lịch vừa có thu nhập thụ động chẳng hạn này. Ok, thật là tuyệt vời, mà một trái tim chẳng hạn này. Đó thì các bạn để đăng lên đây, các bạn để thay đổi những cái định dạng của chúng ta, và chúng ta sẽ phần đăng cập nhật ở đây này. Thì nó sẽ tải lên, nó sẽ đăng lên đây này. Đó, để các bạn thấy. Thì những cái học viên khác hoặc là những cái người khác thì tương tác trực tiếp với chúng ta ở đây, ví dụ thích này, bình luận này, chúc mừng bạn này. Chẳng hạn có thể đăng theo hình ảnh đó. Thì ví dụ trong doanh nghiệp chúng ta thì có thể tương tác, hoặc là học viên thì có những cái thành quả có thể thúc đẩy nhau ở trong một cái đội nhóm, một cái group như này, và có thể kết nối với nhau, có thể nhắn tin với nhau nhé. Bạn có thể nhắn tin hộp thư đến này, bạn có thể xem được những cái tin nhắn của những cái người khác, ví dụ là chưa có tin nhắn nào đấy thì nó chỉ như cả là cái Messenger ấy đó, thì học viên để kết nối nhau, giao lưu với nhau, tạo thành một cái cộng đồng đó, một cái cộng đồng chuyên về một cái lĩnh vực nào đấy. Đấy, thì bên mình đang phát triển cái website này và cũng tương đối là hoàn thiện rồi đấy. Thì bất kỳ những cái chuyên gia giảng viên nào đấy muốn xây dựng nên một cái cộng đồng đấy về học tập, thì để cho nó tăng hiệu quả, như mình thấy hiện trạng hiện nay là những khóa học online thì cái phần support hỗ trợ khách hàng ấy rất là yếu, thì chúng ta có tạo ra một cái cộng đồng này để các bạn hỗ trợ giải quyết support này, hoặc là những chủ doanh nghiệp nào muốn tự động hóa cái công việc đào tạo nhân sự, quản lý nhân sự ở trên này đó, thì có thể liên hệ bên mình để tham khảo những cái giải pháp đấy. Như các bạn thực sự muốn thay đổi, thực sự muốn triển khai những nền tảng trên online đó, thì có thể liên hệ bên mình, inbox cho bên mình đó, mình và đội ngũ sẽ hỗ trợ các bạn để triển khai những cái website theo những ý tưởng của các bạn, hoặc là những website theo theo một cái format như thế này đó, các bạn để đăng cập nhật và các bạn để thấy được những cái thông báo đấy. Thì ok, đấy cái video rất ngắn này thôi, mình đã chia sẻ với các bạn về một cái website, về cộng đồng đó. Các bạn để vừa tạo những cộng đồng này, vừa tạo kinh doanh khóa học này, còn các bạn có thể quản trị, quản lý nhân sự cho doanh nghiệp của các bạn. Ok, đấy thì cái video này mình xin được kết thúc ở đây. Có bất kỳ thắc mắc gì các bạn để comment ở phần bên dưới, mình và đội ngũ sẽ hỗ trợ và giải đáp thắc mắc giúp các bạn. Chào tạm biệt, chúc bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nhé. Và các bạn nhớ đăng ký kênh, mình sẽ trở lại với rất nhiều những video hữu ích hơn nữa. Chào tạm biệt.